Famikit vị sô-cô-la, uống ngon chóng lớn. Lướt xe điện về nào, quách như sao. Ê, Phúc, chị hai có chồng không? Ờ. Bà có nói gì anh không? Đóng cửa giùm em nha. Tao hỏi đường trả lời nẻo quá. Chị dâu có nói gì anh không? Chết chắc. Phúc, Phúc, cái gì chết? Mới có chút xíu tuổi rồi mà mày tiết kiệm lời với anh mày. Tới 40 chắc mày câm luôn quá. Chết chắc là cái gì ta? Anh ngồi dậy coi, là không có xương sống thì sao anh dựa dưới vậy? Mẹ đâu? Ba. Ba đi bộ đội đâu hôm qua tới giờ vậy? Chuyện của ba. Mẹ đâu? Khi này ba chết chắc rồi. Là làm sao? Ba không biết sao mà hỏi tụi con. Mà giờ mẹ của tụi con đâu? Ba đi lên chợ, nghe tiếng ba la, tụi con chạy lên cứu ba nha. Anh mới về. Anh đi đâu? Tụi con đi, bây giờ đi năn nỉ mẹ phụ ba đi. Năn nỉ cái gì nữa ba? Con nghĩ trong lúc này á, ba cần ngồi và nói chuyện thẳng, nhận lỗi với mẹ đi. Cái vấn đề ở đây á là mẹ đang nghĩ ba đi bia ớt. Không phải vậy. Cái gì nữa trời, con thấy ba đi viết suốt ngày đi nhậu nhẹt suốt luôn á. Mẹ nghi là đúng rồi. Nói gì đó, nghi cái gì? Nhưng mà đi nhậu, cái chuyện ba đi ngủ qua đêm ở nhà bạn ba là sai. Nhưng mà cái này là mẹ hiểu lầm, mà đi bia ôm cái vấn đề nó rất là căng thẳng, con hiểu không? Hiểu lầm cái gì? Hả? Ba nhìn trên cổ áo ba đi. Cái vết son này ba không hiểu tại sao nó có. Alo? Sao rồi? Giờ mày có cho mày một trận dự tử không hả? Làm sao? Tối hôm qua, mày xỉn ngủ ở nhà tao. Là cái vết son trên cổ áo tao là của tụi bay hả? Tụi tao cố tình làm cái vết son giả ở trên cổ áo để đốt nhà vợ chồng mày đó. Cho
Trời ơi, mày hại tao rồi mày biết không? Thiệt. Sao vậy ba? Mấy thằng bạn ba nó hại ba. Kỳ, chơi kỳ thiệt luôn á. Bây giờ gia đình mình nó vậy luôn à. Nhiều hèn. Tôi có nấu cháo rồi nè. Bà ngồi dậy ăn miếng đi. Đây tôi rút nè. Tôi chưa muốn ăn. Không lẽ bà nhịn nhịn tới khi chết đói luôn hay sao? Tí nữa tôi muốn ăn, tôi lấy tôi ăn. Bà cứ làm như vậy thì có lợi ích gì đâu chứ. Chỉ tự làm khổ bản thân mình thôi. Có chuyện này tôi không biết là có. Một khi ông đã quyết định chia tay á thì phải có lý do và rất là cương quyết. Cho nên bà cứ ngồi như vậy, cứ cầm điện thoại đợi điện thoại của ổng thì ổng cũng không có gọi đâu. Ủa bà biết được chuyện gì hả? Đâu có. Thì tôi chỉ nói như vậy để cho bà hiểu được tính của ảnh thôi. Nữa. Kệ tôi đi. Đứng dậy đi ra ngoài đi bà. Ít chứ thì cũng ăn một miếng gì đi chứ. Tôi nói là tôi không có ăn mà kệ tôi đi. Dậy đi. Dậy đi ra ngoài đi. Bà cứ ngồi ủ rũ ở trong nhà sao mà không ăn uống gì vậy? Thì hạnh phúc cũng đâu có biết đâu. Bà làm như vậy chỉ là khổ bản thân mình hơn thôi. Bà làm như vậy á, bà bệnh, bà mệt, bà xấu. Ông có biết không? Vậy thì làm vậy làm gì chứ? Nghĩ cho bản thân mình một chút. Đi ra ngoài đi. Ra nè, có cái này vui lắm. Tôi không có đi đâu mà kể tôi đi. Tôi không có đi đâu. Nghe tôi đi. Phải đi ra ngoài một chút. Lúc mình buồn á thì càng phải ra ngoài. Như vậy á thì mới cảm thấy thoải mái hơn. Rồi bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Đừng có khóc nữa. Khóc như vậy nhìn xấu lắm. Nghe tôi bây giờ thay một bộ đồ đẹp xong rồi make up lại.
chỉnh trang lại một chút ha, cho nhìn phải tươi tắn một tí. Tôi dẫn mình tới chỗ này vui lắm, bảo đảm mà hết buồn liền. Mát xin chào ạ, hai chị muốn mua gì ạ? Bên em mới về rất nhiều hàng mới ạ. Chị muốn mua một cái gì đó để tặng cho bạn chị. Em coi mẫu nào mới mà hợp với bạn chị giới thiệu chị nha. Cái áo đó bên em mới về đấy ạ, bán cũng khá chạy đó ạ. Cũng dễ thương lắm á. Cái hàng này là đồ mới hả? Dạ. Đâu, để coi. Trời ơi, cái này cũng đẹp. Ê bà, quá trời đồ đẹp luôn rồi bà. Mai mốt mà tôi á hả, mà nổi tiếng tôi giàu á hả, là chắc là tôi sẽ gom nguyên cái shop này về nhà luôn á. Ê, nói nghe nè, thấy cái này có hợp với tôi không? Thấy hợp với chị không? Dạ hợp ạ, dễ thương lắm ạ. Màu đen cũng được ha. Màu đen thì sao? Màu đen với màu trắng màu nào hợp hơn? Dạ cái màu trắng ạ, cái màu trắng nổi cái bông hồng hơn. Ừ. Còn cái này? Cái đó cũng dễ thương á. Trời ơi, cái nào cũng đẹp hết trơn á. Á, cái này mà phối với cái váy này được không ta? Lấy thêm cái này nữa. Cái này mà phối với cái áo màu trắng nãy cũng được. Đẹp thấy không? Dạ, được ha. Rồi. Trời ơi, nhiều đồ đẹp quá à. Thấy cái váy này cũng được nữa nè bà. Hợp với chị đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi thấy là đồ nào cũng hợp với tôi hết trơn á. Tổ chức sự kiện. Đúng rồi, ba nghĩ giờ chỉ còn có cách đó thì mẹ con mới tha thứ cho ba thôi. Kế hoạch của ba là gì nè? Sao? Kế hoạch ba vậy đó? Hả? Con thấy là không có ổn đâu ơi, nó kỳ lắm. Ba ơi, không có được đâu. Con nghĩ bây giờ cách tốt nhất là ba đối xử với mẹ bằng cái chân thành của ba. Ba đừng có lấy lỗi chồng lỗi nữa ba. Chân thành, ba đã đối xử với mẹ mấy chục năm nay bằng cả tấm lòng, cả tình cảm của ba rồi. Ba chỉ phát hiện một điều là ba chưa tạo cho mẹ một sự bất ngờ nào hết. Bây giờ mẹ con rất thích những sự bất ngờ. Cứ làm như vậy đi, mẹ con sẽ bỏ qua cho ba. Ba hiểu tính mẹ con. Không phải đâu, con hiểu mẹ hơn ba nè. Mẹ không có thích cái tổ chức sự kiện đó đâu ba, con nói thiệt. Con ra đời bao nhiêu năm mà con hiểu mẹ hơn ba. Ba với mẹ quen nhau, lấy nhau mới sinh ra con mà con hiểu mẹ hơn ba. Bây giờ giúp ba làm việc này, thổi bong bóng và hoa, thật là nhiều hoa cho ba. Có giúp ba không? Giúp ba. Sung lên. Giúp ba. Bà thấy đỡ hơn chưa vậy? Hơi đỡ hơn được chút xíu rồi. Thiệt tình á, hay là do hồi sáng tôi kéo bà ra ngoài đường nên bị trúng nắng, cho nên bà mới bị nặng hơn vậy? Không phải đâu. Hay là do hồi sáng tôi nói mấy cái chuyện đó, cho nên làm bà suy nghĩ bị tâm bệnh? Không phải vậy đâu mà. Chứ làm sao? Hay là do tôi chăm sóc bà chưa có tốt? Không phải đâu. Kim Chi à? Dạ. Hay là... Kim Chi, tôi muốn nghỉ ngơi chút xíu. Tôi quên mất. Tôi xin lỗi bà nha. Vậy thôi bây giờ bà nằm nghỉ ngơi đi. Tôi ra pha cho bà ly nước cam nha. Cảm ơn bà. Kim Chi. Hả? Cái khăn. Tôi quên nha.
Đáng lẽ ra hồi sáng mình không nên nói những lời như vậy để làm cho bà tuyệt vọng. Nhưng mình cũng chỉ muốn tốt cho bà thôi mà. Mình có làm sai đâu. Em nghĩ mấy vụ này có thành công không vậy? Dĩ nhiên là không rồi. Thôi nha. Thôi. Vô đây mẹ ơi mẹ. Trời ơi. Trời đất ơi, làm cái gì bài bên bú nữa. Trời ơi, cái giường tụi con lên làm gì sao được. Mẹ phải giúp con chút xíu chuyện đi mẹ. Famikit vị sô-cô-la, uống ngon cháu lớn. Alo, Hoàng Anh hả? Con nghe mẹ ơi. Ừ, sao giờ này chưa về ăn cơm hả? Hôm nay con không ăn đâu, mẹ cứ ăn đi mẹ. Nè, sao nói vậy được? Ở nhà mẹ nấu cái món con thích, canh chua, cá kho, ha? Thật sự thì con có tâm trạng nào con ăn hết á. Bây giờ mẹ không nói nhiều, cơm mà dọn sẵn rồi đó. Về ăn cơm hay không? Rồi mẹ cúp máy đây. Mẹ ơi con. Alo. Alo. Sao mẹ? Rồi. Cảm ơn mẹ. Có nghĩa là làm gì có lỗi với vợ cho nên mới làm những mấy cái trò này để xin lỗi phải không? Hiểu lầm rồi mẹ ơi. Bây giờ mẹ không biết đó, mẹ giao nhà cho cha con tụi bay á, tao đi qua nhà bạn tao chơi. Nhà làm gì làm. Con cảm ơn mẹ. Nhanh giùm ba đi, sắp tới giờ mẹ về ăn cơm trưa rồi kìa. Dạ. Cơm chưa dọn ra nữa. Sao nói với mình là dọn cơm hết rồi ta? Mẹ ơi! Mẹ! Trời đất ơi! Con đang làm gì vậy? Còn con nữa làm gì vậy hả? Bất ngờ chưa? Ê, cô bé dễ thương ơi, đừng dỗi hờn nữa nha. Hãy cho anh một cơ hội làm lành nào. Bè, bè, anh yêu em nhiều lắm. Bè, bè. Anh đang làm cái gì vậy hả? Anh đang năn nỉ em á. Bè, bè. Anh có biết anh gây ra cái chuyện gì không? Bây giờ còn giỡn mặt với tôi nữa hả? Anh leo vô trong cái tủ đồ coi kìa. Đồ kìa, xốc xếch tùm lum kìa. Còn hai đứa con nữa, làm cái gì vậy? Bực mình nè. Em ơi, cho anh xin lỗi mà. Bè, bè. Em ơi em. Em ơi. Dù Hiền ơi, bà dậy uống miếng nước cam đi nè, tôi mới pha cho bà đó. Uống xong rồi ngủ tiếp nha. Bà ơi, tôi xin lỗi bà nha. Tôi xin lỗi bà nha. Kim Chi ơi. Tôi xin lỗi bà nha, tôi không có cố ý, tôi chỉ muốn là pha nước cam cho bà thôi hả? Kim Chi, nghe tôi nói nè. Hả? Tôi... Đi ra rửa ly. Dạ. Đừng vô phòng kiếm tôi nữa. Nhưng mà... Đi. Để đây tôi dọn, tôi giặt cho. Bà thay đồ nha, thay bộ đồ mới nha. Khỏi pha nước cam nha, tôi uống vậy đủ rồi. Đi. Con có hiểu không vậy? Tụi con có hiểu hoàn cảnh của ba lúc này không vậy? Tụi con giúp thì làm ơn giúp cho có hồn chút xíu. Mặt hai đứa. Ai đó? Ủa, ba. Ủa, con. Nội. Ừ. Có thấy mẹ con đâu không? Mẹ qua nhà bà bê rồi ba. Vậy hả? Ừ. Nó rù rì gì đó. Ừ. Không có gì đâu. Đừng có nói xấu nội nha.
Trời ơi thiệt. Dán giúp ba đi. Con nói rồi ba có nghe con đâu. Bây giờ nè có nước ba tới gặp trực tiếp mẹ để xin lỗi. Còn không được nữa ba phải cầu xin ba nài nỉ quỳ xuống lại lục mẹ. Con không hiểu gì hết. Bao nhiêu lâu nay ba ở chung với mẹ con. Ba là người rành tính mẹ con nhất. Bây giờ chạy qua nhà bà ngoại hả? Gian xin nài nỉ hả? Cho ông ngoại bà ngoại vào đánh ba luôn hả? Bao nhiêu lần ba làm mẹ giận rồi. Nhưng mà nãy ba cái đó là lúc nãy là mẹ bị bất ngờ. Không lẽ bây giờ mấy cha con mình cầm bóng bóng với hoa đi qua nhà ông ngoại bà ngoại rải hả? Rải cho tưởng đâu bên nhà có tiệc có tùng gì hả? Mà nguyên sớm bu lại rồi biết được ba làm cho mẹ giận người ta cười vô mặt ba nữa. Thì con đã nói cái chuyện nó không có thành mẹ công. Mẹ con bị bất ngờ và không phản ứng được. Bây giờ mình tìm cách nào hài hước hơn. Hài hước gì? Giờ con thấy có nước đã ba gửi hình cái mặt ba qua cho mẹ là đủ hài rồi. Không cần cái gì hài nữa. Ê, nếu vậy anh thấy gửi mặt ông nội thấy hài hơn á. Ăn đi. Mặt ba còn vui vui, mặt ông nội lúc nào cũng câu có. Mặt gửi qua cho ông bà ngoại mày cười thôi chứ bà nào, mẹ mày không cười đâu. Nó mày trái nho khô vậy ba. Mà dạ. Không được khổ quá chứ. Suy nghĩ cách giúp ba đi. Dạ. Thôi cái cách mày chụp hình ba được á, mày đưa cái đàn cho ba. Đưa cái đàn cho ba lại lên. Rồi con lấy điện thoại ra quay lại ba sáng một bài hát tặng mẹ con. Điện thoại con để quên dưới nhà rồi ba. Trời ơi có cái gì đó quay lại được không? Nhưng mà bây giờ ba tập thử con coi đi. Đúng rồi, ba tập thử tụi con coi đã. Dễ mà. Sao mình lo cho Bảo vậy ta? Ai tới vậy ta? Ai vậy? Kim Chi. Cái gì vậy? Toàn em nè. Hôm nay tình cờ anh đi ngang qua đây, tự nhiên cảm thấy nhớ em quá, mua hoa lên tặng cho em. Nè. Em sao vậy? Nhìn mặt của em nó bỡ ngỡ quá đúng không? Cảm giác hạnh phúc quá khi nhận được đóa hoa này chứ gì. Anh biết mà. Ngoài anh ra không có ai tặng hoa cho em đâu. Đúng như vậy không? Anh Chi, có cần phải phủ phàng nhau quá như vậy không? Hả? Bó hoa nó đẹp quá mà. Gì vậy? Dương Chi, anh nói em nghe nè. Thật lòng mà nói á, trong suốt thời gian vừa qua, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ tới em hết. Anh không thể nào quên được hình bóng của em Kim Chi à. Tha lỗi cho anh đi Kim nè, Chi ơi. Anh làm cái gì vậy? Buông ra đi, cái đồ anh đi nè. Buông ra. Anh muốn cái gì đây hả? Đừng có nhân lúc say xỉn xong rồi qua đây kiếm chuyện nha. Trong lúc tôi còn tử tế, anh mau đi ra ngoài. Nếu không là có chuyện với tôi đó. Em sao vậy Kim Chi? Tôn trọng nhau một chút đi chứ. Anh đã dứt công tới đây rồi. Chẳng lẽ bây giờ mời anh vô trong đó uống một ly nước không được hả Kim Chi? Tôi báo cho anh biết. Bây giờ anh không ra khỏi nhà tôi là tôi đi báo công an liền đó. Mau ra mau lên. Con mới nói cái gì? Báo công an hả? Hơi ngạo mạn đó nha. Cái tính ngạo mạn là trong con người em á, nó như vậy là hấp dẫn không? Nhưng mà trong tình huống này, ngạo mạn như vậy là hơi quá rồi đó em. Cho anh xin một ly nước cũng không được nữa hả? Vậy bây giờ anh muốn cái gì đây? Kim Chi, anh nói nghe nè. Anh biết á, là lúc trước anh hơi nóng nảy. Anh giận là giận thằng chồng cũ của em kìa. Nhưng mà trong khoảng thời gian ở đây nè, anh có tìm hiểu, anh biết á, là cái tính tự lập của em như vậy là tốt. Điều anh cần hiểu ở đây á là tôi đang rất ghét anh, ghét cay, ghét đắng anh và tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nha, bây giờ anh ra khỏi nhà tôi đi, nếu không á, tôi sẽ báo công an liền đó. Báo công an nữa hả? Một chút rồi báo công an, một chút rồi báo công an.
báo công an, à báo công an xuống bắt tôi đi, bắt đi. Nè, anh đàng hoàng tử tế đi, trong nhà tôi đang có người bệnh nha, nhỏ tiếng thôi, không làm phiền đến người khác. Ai bệnh hả? Ai bệnh? Bây giờ bệnh hoạn tôi không cần biết, cho tôi uống một miếng nước đi. Khoan đã, anh làm cái gì tôi vậy? Đi ra khỏi nhà tôi này làm cái gì vậy? Buông ra, anh làm cái gì vậy? Trời làm cái gì mà xô té cắm cắm đầu luôn vậy hả? Kim Chi ơi, có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi không về. Không có gì đó bà ơi. Nè, tôi nằm ở đây luôn à, tôi lầy với cô luôn á. Anh đi ra khỏi nhà tôi không? Tôi không? Đẹp. Anh tôi nói rồi, anh không ra. Đây là cái gì vậy? Buông ra. Kim Chi ơi. Cái gì vậy? Không có gì đâu bà. Nằm yên đó. Không có gì đâu bà. Nè, bà cứ ngồi yên đó đi. Bà vô trong phòng ngủ đi. Tôi xin lỗi vì tôi với họ là làm ảnh hưởng giấc ngủ của bà nha. Hình như là tôi lỡ đánh thức bà đúng không? Nằm nữa. Yên tâm đi, mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát đó bà. Nè, buông ra. Giờ con chuẩn bị đi nè mẹ. Tại hồi nãy con giận quá thôi. Chút cái gì con về con kể mẹ nghe nha. Khoảng một tiếng nữa là con tới đó. Dạ, vậy nha mẹ. La 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 em ơi em. La 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 la. Ông Hoàng Anh ơi. Em. Ồ. Em. Hả? Hãy bỏ qua cho anh vì những lỗi lầm chỉ là những thoáng qua. Em hãy hỏi anh, hãy hỏi anh đi, anh sẽ trả lời cho em biết rằng anh yêu em. Em hỏi anh đêm nay đi đâu. Anh nói là anh đi biển. Thôi ba cho con làm cái gì vậy hả? Hai con nữa không lo ở nhà học hành, bài đặt làm mấy chuyện tào lao không à? À, Hoàng Anh à, anh không phải là một tay thủy thủ, nhưng giá nàng ở bờ biển xa xăm nhất thì anh cũng nguyện xin liều mình vì báo giờ. Em ơi, hãy bỏ qua cho anh đi, anh làm tất cả những điều này. Mẹ nói thôi nghe chưa, tụi con có biết đây là phòng khám không? Con xả rái như vậy đó hả? Hả? Còn con nữa, vui lên phải bắn bong bóng. Em ơi, hiểu lầm. Thật sự ra tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Mấy đứa bạn anh thôi nha. Anh không được mà kêu hai đứa con làm mấy cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ chung với anh nghe chưa? Mấy đứa bạn nó troll anh, nó đang cố tình tấu nghiệp. Anh nín đi, tôi không muốn nghe giải thích gì hết trơn á. Gia đình mình tan nát. Em à, Hoàng Anh à, Hoàng Anh. Bỏ đi bắn bóng gì nữa hả? Gung hả? Hai đứa con chịu tập ở nhà không chịu tập. Con đã nói ba từ đầu rồi, cái này không có ổn đâu, ba thấy chưa, có thành công đâu. Ba phải tập trung vô, ba phải lấy cái sự chân thành của ba, còn mấy cái này con thấy không có ổn chút nào hết đúng không? Có đúng sự rồi. Chân thành là hai đứa con không có chân thành giúp ba. Bây giờ ba tính sao? Mẹ con đang bị sốc, kiểu như sốc nhiệt thôi, không có gì hết. Bây giờ hãy để cho mẹ con qua nhà ngoại, mình làm một trận lớn bên nhà ngoại luôn. Hai đứa con phải theo ba. Lần này ba đã quyết định rồi, ba sẽ sử dụng pháo sáng pháo bông, ba bắn sáng cái nhà ngoại con. Nhà ngoại con sẽ sáng nhất khu phố. Quả hoạn cháy nhà ngoại sao ba? Ba hay là con nghĩ ý này nè, bây giờ mình chơi bơm thúi đi, cho mẹ biết là trên đời này có cái gì thúi không ba. Mẹ thương ba lại á. Con lúc nào cũng xúi giải không à. Vấn đề đây là hai con phải nhiệt tình giúp ba, biết chưa? Chúng ta là một đội. Ba muốn giúp ba hả? Đúng vậy, chúng ta là một đội. Hãy cùng ô dê cái nào. 1, 2, 3. Xuống cái. Giúp bà. Diêu Hiền, đang vui đúng không? Vui mà đúng không? Bị ồn. Trời ơi, mà ngồi xuống. Bà làm cái gì vậy? Cái chuyện này là bà không nên làm, không có nên đánh như vậy. Có gì thì... Bà để con đánh giùm cho. Ngồi đó, nghỉ ngơi, mình đang bệnh. Kim Chi,
Em nói một cái gì đó đi Kim Chi, không lẽ em để là tình hình nó như vậy luôn á hả? Được, để tôi nói. Đó, hai người thấy không? Cổ là người yêu cũ của tôi. Tên này là tên biến thái, xông vô nhà phụ nữ một cách đột ngột như vậy. Tôi yêu cầu là hai anh ha, hãy giải đi lên công an giùm em nha. Ôi. Đi. Không. Đi. 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 Kim Chi, em muốn nói gì với anh đúng không? Em nói đi Kim Chi. Còn một chuyện nữa. Cái gì vậy? Giữ trật tự hàng xóm xung quanh nha. Đi. Vũ Hiền ơi, tôi xin lỗi nha. Chứ là nãy tụi tôi ồn ào quá nên đánh thức giấc ngủ của bà phải không? Không sao, tôi dậy rồi mà. Vậy để tôi bây giờ tôi dìu bà vô phòng nghỉ ngơi tiếp nha. Thôi khỏi đi, để tôi ở ngoài đây nằm cho mát thoáng nữa. Không sao đâu bà. Ôi da. Bà biết sao vậy? Sao tự nhiên bụng tôi đau quá à? Hôm nay tôi giận cái thằng cha đó tới nỗi mà bị quặn ruột luôn hả ta? Có sao không? Ôi da. Cứ bà đập. Ô. Ông nội ra kìa. Ai da, ai da, đi tường qua đi, đưa ta đi. Ủa, ông nội nè. Ủa đó đây mà bà nó đâu rồi, Phúc đâu rồi? Phúc nó đi xuống Long An chơi với mấy người bạn rồi. Vậy à? Ừ. Còn mấy đứa kia? Trời ơi, ta nói hai vợ chồng là hạnh gây gỗ sao đó rồi con Hoàng Anh nó về bên bà xui chơi rồi. Bây giờ ba cha con á bàn tính là làm cái kế gì để mà quê lại đó, mệt ghê luôn. À thì ra ba cha con nó sáng giờ rù rỉ bàn cách để năn nỉ xin lỗi mẹ nó đó mà, đúng không? Tôi thấy là trên thế gian này ba con người đó là đáng thương nhất các bạn. Đâu mày ơi, Hiền. Gì vậy bà? Gọi một chiếc xe cấp cứu. Tôi không có sao, khỏi gọi đi chị. Cho tôi hả? Ráng lên bà. Đau lắm phải không? Không có sao, tôi không có sao đâu mà. Sao vậy? Bà chảy mồ hôi hột luôn rồi kìa. Ráng lên. Bà gọi taxi chưa vậy? Tôi gọi rồi mà sao lâu quá vậy kìa. Taxi. Đi, đi lên. Khoan. Sao vậy? Đợi xíu nha. Sao vậy bà? Tôi không có sao. Sao cái gì? Bà mệt lắm rồi. Ngồi trong nhà nghỉ đi. Khùng quá à. Để tôi đi nhớ bệnh viện mình rồi. Sao tôi để bà mình được? Để tôi đưa bà lên. Ôi, đi. Tôi nói là tôi không có sao. Bà mệt mấy bữa giờ rồi. Dạ thiệt tình luôn á. Bà nghỉ đi. Tôi hết đau rồi. Đó thấy chưa? Bà có sao không? Hả? Đau chỗ nào? Có sao không? Hả? Bà có sao không nhỉ? Tôi xin lỗi. Bà mong bà có sao không? Không, tôi đâu sao đâu. Bà chảy máu mũi rồi kìa. Rồi. Tôi xin lỗi. Tôi thấy mệt quá. Kim Chi ơi, bây giờ tôi đưa bà đi bệnh viện chung với tôi luôn nha. Bốn cái phòng giường đôi đi Kim Chi ơi. Vậy là nó làm một đống chuyện để cho con nguôi giận đó hả? Với thằng này hiền lành thiệt đó. Hiền lành cái gì mẹ? Hiền lành mày đi uống bia ôm hả? Bây giờ nhớ tới con còn bực đi nè. Thôi nè, con cứ coi như là vết son đi. Ờ, mà nó có giải thích mà. Biết đâu có ai đó cố tình chọc nó làm sao? Thì biết đâu anh cũng cố tình bịa ra cái chuyện đó để mà gạt con thì sao?
Mà bây giờ á, cho dù ảnh không đi uống bia ôm đi nữa, con cũng rất là ghét cái tật mà hả, đi nhậu nhẹt bê tha suốt cả đêm không về, không nói còn một tiếng nữa. Hoàng Anh ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con chào mẹ, con chào ngoại. Hoàng Anh ơi, mẹ ơi, lỗi lầm anh đã biết, ba đã biết, hãy bỏ qua cho anh, bỏ qua cho ba, quay về với gia đình, về với gia đình. Ê! Gia đình là số 1, đừng lọt qua số 2. Gia đình là số 1, đừng lọt qua số 3. Gia đình là số 1, đừng lọt qua số 5. Gia đình là số 1, đừng lọt qua số 16. Gia đình là số 1, kinh rồi. Thôi thôi con đi về giùm mẹ đi. Ở đây nó hát một hồi Thành là gia đình số 100 luôn á. Thôi đủ rồi, đi về đi con. Hoàng Anh ơi, mẹ ơi, hãy về với gia đình. Vậy nào ông ơi? Gì nữa vậy? Con xin lỗi cả nhà. Xin lỗi là thôi à? Xin lỗi là qua à? Sao cả nhà cứ trách con hoài vậy? Con muốn chấn áp được tụi nó thì con phải có tiệt chiêu chứ. Cô đang làm cái gì vậy? Cô biết cô làm cái chuyện có thể xảy ra một chuyện khủng khiếp. 8 cái hòm sắp trong nhà này, rồi đám dỗ 8 người chung một ngày à. Con coi thằng Long như là bạn đời của con á. Mà sao mọi người đối xử với nó kỳ quá vậy? Đón xem tập 86 Gia đình là số 1, phát sóng vào lúc 19:50 ngày 15 tháng 6 năm 2017 trên kênh HTV7. Famikit vị sô-cô-la, uống ngon cháu lớn. Gia đình là số 1, yeah. Wow. Tháng năm này có gì hot? Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là tụ số hả? Tụ số hả? Từ nhà sản xuất Gia đình là số 1, Gang of God, một series sitcom hài độc lạ, một siêu phẩm truyền hình đình đám của Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam. Biệt đội siêu hài. Anh rất là khác với bạn trai xưa của em. Trời đất ơi, có được. Nước miếng này cũng là nước miếng nhân loại với nhau mà. Những tình huống khó đỡ, hài hước xảy ra trong đời thường. Chạy, chạy lên đi. Chạy luôn kìa, con ở đó. Harry! Tôi vẽ là vẽ bằng đam mê, bằng đam mê. Những nhân vật hóm hỉnh, bá đạo. Trong cái phòng khách này đang có rất nhiều cái sai. Phải đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Nhưng con không có biết lựa. Cho ăn thử luôn cái hay ngọt thì mình lấy. Ba con 150. Hả? Cái gì? Được thể hiện đa sắc màu bởi những nghệ sĩ tài năng. Em cảm thấy anh phi diệu. Hôm nay mới biết là cái bộ mặt của anh là như thế nào nè. Ơi, là thế dài dớ quan tầm lớn. Anh đẹp trai lắm á. Sao chú bắt con?
coi như là nhà của mình, tự nhiên nó thoải mái lên có gì đâu. Trời ơi, giống như cái bệnh địa vậy. Em không chịu đâu. Cá lớn cá bé, hai con nó tấn công thì cá mập cũng phải chết. Tại sao? Nhập viện hết rồi. Bắt cá, dùng lên. Anh thích bông gòn không? Ở đây có bông súng không? Sao có gì súng được không? Hả? Hãy té đi, hãy dìu em té đi anh. Ôi. Nè, anh yêu. Mày có tin tao kêu 500 anh em bán mảng cầu dạo tới đây hốt cái căn nhà mày không mày? Tôi gặp cao thủ rồi trời ơi. Cuộc đời thật lắm tai ương, tại sao tôi lại dễ thương thế này? Cuộc đời thật lắm éo le, tại sao tôi lại cứ te thế này? Tiên nữ. Đón xem Biệt đội siêu hay, hai bung rock cười lằn lóc, phát sóng thứ sáu hàng tuần vào lúc 21:50 bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2017 trên kênh HTV7. Đi cùng em, đi cùng em, đi cùng em đi khắp thế gian.